Xin chào các bạn, hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu với các bạn sản phẩm động cơ xăng Honda GX120. Chiếc động cơ được sử dụng rộng rãi trên thị trường hiện nay và có nhiều ứng dụng trong sản xuất hàng ngày. Về ưu điểm của máy, máy có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, thân thiện với môi trường. Máy tiết kiệm nhiên liệu nhờ cải tiến về bình xăng con, máy chạy êm ái và bền bỉ. Hệ thống khởi động của máy dễ dàng nhờ phương pháp giật nổ, chỉ cần một cú giật nhẹ là máy đã được khởi động. Thông số kỹ thuật của máy. Máy sử dụng động cơ xăng 4 thì có công suất là 4 HP, dung tích xi lanh là 118cc, tốc độ vòng quay lên tới 4.000 vòng trên phút. Máy có bình nhiên liệu dung tích là 2 lít, mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 1 lít trên 1 giờ. Động cơ xăng GX120 được người sử dụng tin dùng trong việc chạy ghe xuồng cano hoặc lắp động cơ kéo cho máy phát điện, máy bơm nước hoặc máy rửa xe. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm động cơ xăng GX120 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.